Ngày xưa, ngày xưa, vua Hùng thứ 18 có cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Mị Nương. Nhà vua đã già yếu nhưng thương dân như con, nên cả hai cha con thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ người dân. Bệ hạ thứ tội, thần làm kinh động đến người. Công chúa đang giả làm cung nữ định trốn ra ngoài. Thưa cha, trời sắp nổi bão rồi, con muốn đến giúp người dân và lạc hầu. Con gái của ta. Thưa cha, con không muốn kinh động đến người, con chỉ muốn đi giúp dân khi họ đang khốn khó. Cha biết, cha biết. Nhưng con cũng là một công chúa lá ngọc cành vàng, an nguy của con cũng là bộ mặt quốc gia. Lần này con phải nghe lời của nhụ mẫu, cha phải thức chờ tin của các lạc hầu, lạc tướng. Không hiểu các vị thần đang làm gì mà lại để bão nổi lên đe dọa dân lành như vậy. Xoáy cho ta, đảo chiều về hướng bắc xem nào. Quỷ thần, ngươi đang gây rối đến đời sống nhân lành đó. Im đi, ta đang thử nghiệm kiểu bay mới. Thử nghiệm sức gió bão, phải đến đấy dừng ở ngoài biển cả phía đông. Ai cho ngươi lên không trung làm loạn? Việc làm gió bão là việc của ta, hay ngươi đang ganh tị với tài ba của ta? Không được làm tổn hại đến đời sống của dân lành. Dừng lại, nếu như còn tiếp tục, ta sợ. Sẽ nói tiếp cho khàn hơi phải không? Ngươi chỉ biết lắm lời, có giỏi thì lên đi. Tên thủy tinh thật là giỏi gây họa, ta phải xuống giúp họ một tay. Thôi cứ nhìn đó đi, ta biết ngươi không thích biến hình, nhưng nếu con người nhìn thấy hình dáng thực sự của chúng ta thì họ sẽ chết khiếp mất. Ta quan lắm. Bái kiến công chúa. Người đi đâu vậy? Ở đây hỗn loạn lắm. Ta đến đây để giúp mọi người. Trời ơi, công chúa, người không sao chứ? Còn nhí nữa, sao con lại chạy vào căn nhà đáng đổ vậy hả? Con tìm bùa bình an của mẹ cho con, nó nằm ở trong đó. Con thật là, tại sao lại liều mạng như vậy? Ta đã mất con trai và con dâu, ta không muốn mất luôn đứa cháu nội đáng yêu của ta. Mọi người không sao là tốt rồi. Cảm ơn trang sĩ đã ra tay cứu cháu tôi và công chúa Mỹ Nương. Đa tạ trang sĩ. Đó là vinh hạnh của ta, công chúa và bé nhí không sao là tốt rồi. Con nín khóc đi, có bị đau ở đâu không?
không bị thương ở đâu là tốt rồi. Xem ta có gì này. Đây là mèo của chú, tên là Tiểu Hổ. Nó thích được gãi đầu như vậy nè. May mà có tráng sĩ, hình như chàng không phải là người dùng này. Đúng vậy, tôi tên Sơn, hay ở trên núi. Cơn bão hôm qua to quá nên tôi xuống xem mọi người có cần giúp gì không. Vậy thì tốt quá, thêm người thì bớt việc. Nhờ tráng sĩ qua đây phụ dựng lại mấy cái cột nhà. Như vậy cũng tạm rồi, ta về cung thôi, mai làm tiếp. Kìa người đẹp, giữa những ngọn sóng nàng làm gì ở đây? Ngươi là ai? Nè cô gái xinh đẹp, ta là người đàn ông tài giỏi, trai tài gái sắc một đôi. Nàng có muốn đi dạo thủy cung với ta không? Hỗn xược, đừng có lại gần ta. Ngươi dám mắng ta? Ta là thủy thần, ta tha tội chết nhưng sẽ bắt ngươi về hầu hạ ta. Tên kia, mau bỏ công chúa ra. Ngươi đang hỗn loạn với công chúa con của Hùng Dương, vua ở đất này đó. Hãy tha thứ cho thủy thần si tình ngốc nghếch này. Nàng hãy dẹp tên người rừng này đi. Ta sẽ đưa nàng đi ngắm đại dương bao la huyền ảo. Không cần phải xin lỗi, ngươi hãy mau đi đi. Cảm ơn tráng sĩ đã đến kịp lúc. Nhưng vậy có nghĩa là sao? Hắn là thần biển thật sao? Hắn tự xưng là thần biển, ta thấy hắn không xứng. Nhưng thôi, ta chỉ mong công chúa bảo trọng. Trời đã tối rồi, để ta đưa công chúa về cung. Tạ tráng sĩ, ta có thể tự về. Công chúa, hôm nay người lại lân la đến mấy làng bị thiên tai nữa đúng không? Nhũ mẫu biết không, họ đang rất khó khăn cực khổ đó, nên con không thể bỏ mặc họ. Nhưng người là công chúa, theo đúng lễ nghi thì người phải đến điện thờ để cầu nguyện cho dân chúng. Sao người có thể đi lung tung nói chuyện với các quan và thường dân cả nam lẫn nữ được? Ta vẫn đến điện thờ cầu nguyện đó thôi, nhưng phải ra tay giúp người thì mới là thiết thực. Giả lại dân thường thì sao chứ, họ có khi còn giỏi hơn khối Dương Tôn công tử nữa. Vậy là công chúa đã gặp người hơn cả Dương Tôn công tử hả? Làm gì có. Người nên nhớ, người là công chúa thì phải lấy hoàng tử, vì đó còn là trách nhiệm với sự bình an của đất nước. Con biết rồi, nhiệm vụ này vua cha cũng đã nói. Nhưng mà ít nhất thì hôn nhân cũng phải mang đến hạnh phúc, bình an mới đáng cho con hy sinh chứ. Công chúa thật biết nghĩ á. Hôm nay có một người thật sự vững chãi, giúp được người dân mà còn cứu cả mạng sống của con nữa. Nhưng sao chàng ấy lại sống một mình trên núi chứ? Xin kính chào Hùng Dương. Thần là sứ giả của đại quốc, xin được kính chúc Hùng Dương thọ tỷ Nam Sơn. Kính chúc cho ban giao giữa hai nước chúng ta càng thêm khăng khít. Sứ giả miệng lễ. Chẳng hay ngay từ xa quả tốc đến đây là vì sự việc cấp bách gì khiến chúng tôi không kịp đón tiếp chu đáo hơn? Bẩm Hùng Dương, quả là tôi có hơi đường đột, nhưng vì tin vui không thể chậm trễ nên tôi dâng lệnh đi ngay. Tin vui à? Là tin gì vậy? Vua Tây Âu của chúng tôi văn võ song toàn, vốn đã nghe danh công chúa là cốt tiên, nhan sắc phi phàm, nên muốn xin cưới công chúa để kết tình thông gia. Chẳng phải vua Tây Âu đã có hoàng hậu rồi sao? Xin ngài gửi lời cảm tạ của ta đến vua của đại quốc. Nhưng ta đã già, là chỉ có một mụn con gái này. Nếu gả nó đi đến đại quốc của ngài, ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nó. Nghĩa là ngài không đồng ý. Thưa Hùng Dương, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu từ chối,
ta e sẽ không hay cho hòa bình của cả đôi bên. Ta đã quyết. Có lẽ ngày đi đường đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi. Đây là một sự sỉ nhục với đất nước ta. Ta sẽ gửi tặng cho vua nước ngài một số món quà quý giá. Coi như không uổng ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Được, được. Vua ta cũng đã dặn. Nếu vậy thì từ nay lễ vật công nạp sẽ tăng lên gấp 3 nếu ngài từ chối mối lương duyên này. Gấp 3? Thật quá đáng. Ta nghĩ là mình đã yêu công chúa. Nàng không những có một nhan sắc phi phàm mà còn có một trái tim nhân hậu, luôn gần gũi giúp đỡ mọi người. Thật là một công chúa hiếm có. Nàng mạnh mẽ đối đầu với Thủy Tinh nhưng lại dịu dàng với ta. Ta muốn hát một bài. Ôi, mì nương. Mì nương ơi, nàng là hoa tỏa hương thơm đẹp nhất đời. Tên Sơn Thần lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi ta. Chủ nhân ơi, ngài phải kiên trì. Đúng, ta phải tìm cách cưới được nàng thật đinh đăng. Thần được biết, vua Tây Âu rất già nua và xấu xí. Hơn nữa, ông ta cũng đã có hoàng hậu rồi. Hỏi cưới công chúa là lẽ gì? Nên trẫm mới từ chối thẳng mặt như vậy. Việc ấy chẳng khác gì đưa công chúa đi làm con tin nơi đại quốc. Nhưng việc chúng ta đối đầu trực tiếp với đại quốc, quả là mạo hiểm thưa bệ hạ. Đúng vậy, vì bọn họ sẽ triển khai quân ngay khi tên sứ giả về nước báo tin ta từ hôn. Nên chúng ta phải có đối sách ngay. Bẩm bệ hạ, theo thần thì chúng ta phải mau chóng cầu thân với một nước khác. Ở nước láng giềng có chàng hoàng tử khôi ngô. Ta nghĩ kết thông gia sẽ vẹn đôi bề, vừa cho con gái ta tìm được nơi xứng đáng, vừa khiến đại quốc muốn động binh cũng phải dè chừng. Thưa cha, như vậy cũng là gả bán con rồi. Thế thì khác gì việc gả đi đại quốc? Con gái, việc cầu thân có lợi cho nước nhà. Chẳng phải con luôn lo cho sự an nguy của bá tánh hay sao? Nếu ta không liên minh thì sớm muộn cũng không cạn nồi họ thôn tính chúng ta khi ta suy yếu. Cha, nhưng con không thể lấy một người xa lạ. Con ơi, cha đã già yếu, một mình con không thể gánh vác cả quốc gia này. Trước sau con cũng phải lấy chồng, thì hãy lấy một hoàng tử xứng đáng. Nhưng con không phục. Hãy cho con lấy một người tài giỏi trong nước. Một tướng giỏi sẽ giúp dân chúng ấm no, lãnh đạo binh lính bảo vệ hòa bình. Mì nương, con... Bời cú lạ mình, chủ nhân chẳng quá phép ta vào thẳng cung điện cho rồi. Ở giữa rừng vậy, lấy đâu ra tin tức của nội cung mà bẩm báo chứ? Ngươi có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của công chúa. Con ngựa của công chúa đây mà. Chắc là công chúa gặp nạn rồi. Mau chạy đến phía đó của công chúa. Con gái, đừng sợ, đừng sợ. Vua cha đi theo con làm gì? Con muốn được ở một mình. Trẫm chỉ có mình con. Đến chiều con quá đến hư mất rồi. Cha cứ để mặc con. Tay bị trầy, còn chân bị trật nữa. Con là lá ngọc cành vàng, con đau làm cha cũng xót lắm, con có biết không? Con xin lỗi, đã làm vua cha lo lắng. Con đã suy nghĩ về những lời của cha và Lạc Hầu đã nói. Con chấp nhận trách nhiệm của một công chúa. Xin cha mở hội kén rể cho con được chọn người xứng đáng. Được, đúng là chỉ có con gái ta mới nghĩ được như vậy.
ta ra lệnh loan tin này đi khắp nơi, bất kể là đồng bằng hay vùng biển, trong nước hay ngoài nước, đều có thể tham gia kén rẫy, trình diễn tài năng. Người giỏi nhất sẽ được công chúa chọn làm chồng. Chủ nhân, có tin nóng hổi. Tin gì? Nói nhanh lên. Vua Hùng vừa loan tin kén rễ khắp đồng bằng, miền núi, biển sâu là nơi đây đều có thể đến thi thố tài năng để nhà vua kén phò mã. Nhà vua kén rễ thì càng chi đến ta. Ủa, cái gì? Vua Hùng là cha đẻ của người con gái trong mộng Mỹ Nương phải không? Dạ, công chúa Mỹ Nương là con gái vua Hùng đó. Ta phải luyện tập võ nghệ và thần thông để tỷ thí, ta nhất định cưới được nàng. Vâng, thưa chủ nhân, nhưng ngài cũng đừng quên sẽ có sơn thần cùng tham dự. Ta không sợ hắn, hắn có gì hơn ta, chỉ toàn là đá núi. Ta nhất định thắng, không để cho tên thần núi đó thỏa ý đâu. Tâu bệ hạ, có một vài người kỳ lạ đến xin cầu hôn. Bái kiến Hùng Dương, đến từ Trần Gia phương Nam quyền bí, thần của Thảo Mộc và Muôn Thú. Tôi là Sơn Thần Sơn Tinh, xin được ra mắt nhà vua và dâng một chút lễ vật xin phép cầu hôn con gái của ngài. Miễn lễ, ngài là Sơn Thần à? Dạ, đúng vậy. Thì ra, ngài chính là Tráng Sĩ, đã hai lần cứu ta thoát nạn ở làng chài ven biển. Thần xin bái kiến Hùng Dương và công chúa Mỹ Nương xinh đẹp. Ta cai quản biển khơi, đem đến cho dân ngài những sản vật biển. Ta đến đây để tỷ thí cầu hôn công chúa Mỹ Nương. Thưa Sơn Thần và Thủy Thần, thật là vinh dự cho ta và đất nước của ta khi được cả hai chúa tể của rừng thẳm và biển sâu đến hỏi cưới con gái ta làm vợ. Ta thật bối rối. Ngài không cần phân vân, của cải trù phú của ta ngài đã thấy. Hãy xem ta thi triển tài năng phép thuật đi. Chuyện phép thuật đổ tài cho công chúa thấy, ai cho ngươi xen vào? Thủy Thần, Sơn Thần, ta đã thấy đủ phép thuật rồi, xin dừng tay để ta có sự phán quyết. Hai người quả thực đều rất tài giỏi, nhưng ta chỉ có một người con gái. Hãy cho ta một canh giờ để bàn bạc với các quan, cho các vị một câu trả lời thích đáng. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa bịt mắt bốc thăm? Ta không đồng ý, hạnh phúc cả đời của ta không thể dựa vào may rủi được. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa tung tú cầu, ai bắt được thì sẽ... Nếu vậy, chúng ta nên làm từ đầu, cần gì phải cho họ thi thố tài năng nữa chứ? Ta nghĩ như vậy, cưới, đằng nào con gái ta cũng phải chọn một chàng rể. Vậy thì phải có sính lễ cho nhà gái, ta quyết định bọn họ
sẽ đem xính lệ đến xin rước dâu. Ai mang xính lệ đến trước thì lấy được con gái ta, được rước dâu về. Ý ta đã quyết, hai người thấy thế nào? Tôi đồng ý thưa Hùng Dương. Còn Thủy Thần, người thấy sao? Chẳng lẽ thần Biển Cả tối thượng lại không đủ quyền phép tìm ra những lễ vật đó hay sao? Được, ta đồng ý. Xin được hẹn ngài ngày mai. Xin được hẹn ngài ngày mai. Ôi chính à, gà chính cửa, ngựa chính hồng mao. Đúng là thiên vị. Những thứ đó đều sống ở trên cạn, trong địa bàn của Sơn Tinh. Rõ ràng là muốn làm ta bẻ mặt mà. Chủ nhân ơi, đừng cứ giận mà. Ngài thần thông quảng đại, ngài sẽ tìm thấy bất cứ lễ vật nào. Chúng ta đâu phải đã hết cách. Nhưng mà tên Sơn Tinh sẽ tìm thấy trước ta. Trong chuyện lễ vật này nhất định có sự thiên vị của công chúa. Nếu họ đã thiên vị nhau vì tình riêng như vậy, thì sao chúng ta không làm gì đó để chắc chắn Sơn Tinh thua cuộc? Phải rồi, ta không nghĩ ra. Vậy ngươi hãy lo liệu chuyện đó, còn ta thì lo sính lễ cho ngày mai. Tuân lệnh chủ nhân. Ta đã quá chủ quan, không đề phòng bọn tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Nếu giờ làm lại thì không kịp đủ số lượng lễ vật. Nồi niêu cũng đã thủng hết rồi. Ta phải làm sao đây? Các người chậm chạp quá. Mau chân lẹ tay lên. Muốn ta thua tên người rừng Sơn Tinh đó chứ gì? Chủ nhân, xin hãy bớt giận. Thần đã làm tròn nhiệm vụ. Sơn Tinh ít nhất phải mất một ngày mới có thể hoàn tất thử thách này. Phần thắng về tay ngài là chắc rồi. Được lắm. Người đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Mau giúp ta chuẩn bị lễ vật, kẻo không kịp. Đi đâu đây? Con muốn hái hoa quỳnh làm trà cho ông nội. Con còn nhỏ, giờ này phải đi ngủ sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đà tạ Sơn Thần lại cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin Sơn Thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi. Tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng... Giúp đỡ Sơn Thần! Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm voi, gà và ngựa quý, kẻo không kịp. Thank you.
Công chúa ơi, người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu, thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được, cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta. Chết rồi, mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa thủy thần tôn kính, ngài thấy đó, sơn thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Các người rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Thù này không trả, ta không còn là thủy tinh nữa. Thủy tinh, ngươi thua rồi còn muốn làm gì nữa? Nếu muốn đánh thì hai ta cùng đánh, đừng làm hại tới dân làng. Nhấn chìm tất cả. Thưa cha, cha mau đưa dân làng lên núi lánh nạn, rồi cho dàn trận chuẩn bị nghênh chiến với thủy tinh. Con phải đuổi theo hắn ngay. Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Nàng hãy đưa mọi người lên núi để tránh bão đi. Ý, sơn thần đã nói vậy, chúng ta mau đi thưa công chúa. Nương, con mau di tản bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em lên núi đánh thổ an toàn. Còn các lạc hầu lạc tướng, máu cùng ta đắp đê, gian trận chuẩn bị nghênh chiến với quân của thủy tinh. Hãy lập dàn tre chặn cắt của sông suối để sẵn sàng thủy quân sắp tới nơi. Nhấn chìm chúng xuống đáy biển cho ta. Giữ vững đội hình. Ân tư. Thank you.
Thủy Tinh cũng đã kiệt sức rồi. Thủy Tinh, ngươi đừng cố chấp nữa. Hãy nhìn vào tổn thất của thủy tộc nhà ngươi đi. Ngươi đánh được chúng ta thì quân của ngươi cũng chẳng còn được toàn vẹn nữa. Thưa chủ nhân, thần bị thương không biến hình nổi nữa rồi. Quân ta thì bị chặn đánh, mắc cạn ở cửa sông, sắp nghẹt thở rồi. Chủ nhân ơi, Tình Sơn tin được lắm. Hôm nay ta sẽ rút binh để bảo toàn lực lượng. Nhưng ngươi hãy nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại rửa thù này. Thấy chàng bình an, thiếp mừng lắm. Con rể của ta mai là nhờ có con. Nhờ có Sơn Thần bảo vệ, chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này. Mọi người hãy cùng cảm ơn Sơn Thần và chúc cho Sơn Thần và công chúa được hạnh phúc trăm năm. Tạ ơn vua cha. Tạ ơn Sơn Thần. Sơn Thần và công chúa vạn quê trăm năm hạnh phúc. Sơn Tinh không những chỉ dạy cho người dân cách đối phó với nước lụt của Thủy Tinh, mà còn phù hộ cho con người thoát khỏi những lần quay lại trả thù hàng năm của Thủy Tinh. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh thể hiện mong ước của người xưa về mưa thuận gió hòa. Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thể hiện sự khát khao của con người có thể chiến thắng thiên tai mưa lũ. Ngày xưa, trên thiên đình có hai tiên đồng tên là Huy Tiến và Tố Anh, cực kỳ nghịch ngợm, thường xuyên gây ra những trò phá phách chỉ để có được đồ ăn ngon. Wow, trông ngon quá đi. Bánh hồ đào của Ngọc Hoàng là nhất. Ăn cái này mà bị trời phạt cũng được. Trời ơi, Thiên Lôi ơi, con còn chưa có ăn mà. Ê, ê, đứng lại coi. Cô dám chọc tổ ông rồi bỏ chạy hả? Mau trả tổ cho nó. Ăn với bánh hồ đào ngon lắm. Thôi, bánh ngâm nước rồi, ăn gì được nữa. Mai ta lấy cái khác. Người hay ha, đồ ăn của Ngọc Hoàng mà dám lấy thường xuyên như vậy. Ngọc Hoàng cũng đâu có ăn hết. Đồ ngon như vậy mà bỏ đi thì phí phạm lắm. Luật thiên đình cũng lạ thật. Đồ ăn của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương còn dư, cũng không được đụng tới. Mà họ có bao giờ ăn hết đâu. Đúng vậy, có khi còn không ăn nữa. Ta nhớ có lần món bánh đậu đỏ trà xanh nhưng mật tuyết qua, Ngọc Hoàng chỉ ăn có một mẩu nhỏ à, còn lại tới 2.5 luôn. Trời ạ, à, ta chỉ mới ăn bánh đậu đỏ giác vàng chứ chưa. À, cô dám ăn trộm bánh của Dương Mẫu nương nương nha. À, thì thỉnh thoảng Dương Mẫu nương nương thương ta lắm. Ta chỉ lén 1-2 lần, bà ấy không trách đâu. Quá ra cũng giống như ta thôi. Chúng ta có cùng sở thích. Tôi là Quy Tiến, người hầu của Ngọc Hoàng. Ta là Tố Anh, người bưng trà cho Dương Mẫu nương nương. Nè, con muốn ăn bánh đậu đỏ trà xanh nhưng mật tuyết qua không? Tối nay hẹn nhau ở đây đi, tôi mang ra cho. Vậy ta sẽ đem trà hoa sen ở hồ Lệ Linh cho ngươi. Tôi Quy Tiến đây. Làm ta giật mình. Chúng ta không ăn ở đây. Đẹp quá. Đây là đâu vậy? Đây là bờ sông Trăng, bên rìa mặt trăng, nơi ánh trăng đổ xuống trần. Chỗ này bọn thỏ của chị Hằng hay ra đây gặm mấy cái hoa này nè. Đẹp quá. Nè, ta đem theo trà hoa sen từ hồi lễ linh. Ta đem bánh như đã hứa nè. Cái gì đây? Kẹo mật ong bách thiên hoa đó. Thơm quá đi. Ngồi ăn như vậy cũng thích, nhưng hơi chán ha. Vậy bây giờ cô muốn làm gì? Giá mà mấy con thỏ đổi màu được ha. Ánh sáng có một màu thôi thì đơn điệu lắm. Nói cũng đúng. Hay là mình đổi màu cho tụi nó. Đổi sao? Đẹp quá.
Sao mặt trăng lại kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ mình qua mắt rồi hay sao? Chuyện mặt trăng đổi màu là sao? Có ai nói cho ta biết nguyên nhân không? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, có vẻ như bọn thỏ ở cung hằng đang phải trái cây đổi màu, nên chúng thành ra màu khác ạ. Giả bộ đem đổ, nhưng là bỏ vô lọ trong ống tay áo nè. Cậu nói thỉnh thoảng mới trộm mà. À, chắc là ta nói nhầm, thỉnh thoảng ta mới không trộm thôi. À, có người nghe lén chúng ta sao? Bánh và sữa ta mới để đây. Chắc chắn là có kẻ nào đó. Chắc chắn là có kẻ nào đó. Chắc chắn là có kẻ nào đó. À, một tên trộm nữa nè. Mày bắt chước ta hả? Nó chỉ muốn ăn bánh thôi mà. Cái này ta bó tay, mới ăn xong chạy không nổi đâu. Nó cũng thích đồ ăn ngon như chúng ta. Cửa này được đó, tối nay đi chơi đi. Khuya rồi còn định đi đâu? Bái kiến Dương Mẫu nương nương. Thần bị khó ngủ nên ra ngoài hít thở một lát thôi. Ừ, lúc này trên thiên đình và dưới trần gian xảy ra nhiều chuyện quá. Dương Mẫu nương nương, xin hãy bớt buồn. Sức khỏe của người là quan trọng. Để thần lấy cho người một ít bánh hạnh nhân và trà an thần. Ngươi là một tiên đồng lanh lợi và có tài. Đợt thi tiên nữ sắp tới, ta sẽ tiến cử ngươi. Hãy cố gắng giữ phép tắc và làm việc cho tốt. Sao vậy? Không lấy được bánh hạnh nhân hả? Không lấy được thì thôi, ta có đem trà nhân sâm 5.000 năm nè, nguy hiểm lắm đó nha. Dương Mẫu nói thương ta, có vẻ Dương Mẫu biết ta đã làm gì đó. Dương Mẫu tra hỏi cậu sao? Không, Dương Mẫu chỉ bảo ta hãy cố gắng theo quy tắc, rồi sẽ tiến cử ta làm tiên nữ. Tưởng gì, lo cái gì chứ? Làm tiên đồng không vui hơn sao? Làm tiên nữ phải học nhảy múa, phải theo quy tắc nữa. Nhưng bà ấy thương ta, tin tưởng ta, ta cảm thấy có lỗi. Dương Mẫu không tra hỏi, nghi ngờ cậu là tốt rồi. Bà ấy thương cậu cho nên tha cho cậu thôi, đừng lo lắng nữa. Mau, đi theo ta, không thì trời sáng mất. Thôi mà, lên đi. Mùa này á là mùa quả mọng, ở núi Thượng Lai đang chín. Ta có thể sẽ được ăn quả mọng 200 năm mới có một lần luôn á. Thôi đi, cậu trộm con Ngọc Hoàng thì có, bình thường có ai mà ăn được. Hay là...
rồi chưa có được ăn đã đời vậy luôn á. Cậu có ngựa thần mà, sao không cưỡi đi? Thì đi một mình không dám, có người đi cùng mới vui. Hay là ngày mai chúng ta đi. Mới đó mà ngủ rồi, nữ tiểu đồng gì mà, chờ bạn ấy thức giấc rồi chúng ta về được không? Con bảo ngủ rồi, đằng nào cũng không về ngay được, chợp mắt một lát vậy. Gì vậy? Để ta ngủ thêm chút đi. Mau dậy đi, có người đến kìa. Nguy rồi, chạy không kịp rồi, phải trốn thôi. Mau lên, mau lên. Còn con Bảo. Bảo, dậy đi, mau lên. Bảo, dậy, mau. Ngựa ngoan, dậy, dậy đi. Trốn đi. Quả mộng ở núi Thượng Lai là nhất đó, vị thanh mát không đâu sánh bằng, Ngọc Hoàng thích nhất đó. Ôi trời, nhìn kìa. Sao lại như vậy? Quả mộng đã rụng hết rồi. Không thể nào, đây là thiên đình chứ đâu phải hạ giới, quả chính cũng đâu tự rụng, lại rụng hàng loạt như vậy. Chúng ta phải thưa lại với Ngọc Hoàng. Chúng ta phải thưa với Ngọc Hoàng điều tra chuyện này. Chết rồi, giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta mau chuồn thôi. Đây là nắm rễ cây tùng của ba ông Phúc Lộc Thọ đó. Một năm ông Thọ mới dâng Dương Mẫu nương nương có một cây thôi đó. Giòn ngon, vị lạ thiệt á. Các ông ra mà coi, ai đã bật gốc các cây tùng quý giá của chúng ta lên vậy? Giờ chúng ta về thôi, ta lo Dương Mẫu, biết chuyện ta trốn đi chơi rồi. Giờ về cũng chịu tội à, chi bằng đến nơi chúng ta có thể vui chơi thỏa thích, khi đó chịu tội cũng đáng. Đây là đâu? Đằng kia có một căn nhà, chúng ta mau vào đó nghỉ chân đi. Không cần nói cũng biết, đây là nhà Nguyệt Lão. À, sao mà nhiều tơ quá vậy? Thì tơ hồng để xe duyên cho người trần gian đó mà. Cậu có đói không? Hình như ở đây đang nấu canh nè. Có, nhưng mà cậu mau qua gỡ phụ ta cái này đi, ta bị trói chặt rồi nè. Lại gỡ giúp coi, đứng cười hoài. Được rồi, đứng im, để ta cắt cho. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Con ngựa kia, ngừng lại, không được ăn. Trời ơi, con ngựa kia đã ăn mất ước nguyện tình yêu của người ta rồi. Các ngươi dám phá hoại hôn nhân của trần gian, đảo lộn quy tắc hết rồi. Nguyệt Lão, xin đừng nổi nóng mà. Tôi là Tố Anh, người hầu của Dương Mẫu nương nương đây. Không cần biết, các ngươi vi phạm quy tắc nhà trời, sớm muộn cũng sẽ bị Ngọc Hoàng xử tội. Ta
phải cấp báo Ngọc Hoàng bắt các ngươi. Giờ ta sẽ lấy dây tơ hồng trói các ngươi lại. Cái gì? Mùi như là canh tình yêu. Cái gì? Mau kéo nó ra cho ta. Tướng nhà trời tới bắt chúng ta kìa. Mau đi thôi, bỏ nó lại thôi, chúng ta phải chạy mau. Hai đứa kia, đứng lại. Nguyệt lão, bọn chúng đã trốn đi đâu? Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Mau giải thoát cho ta khỏi con ngựa này với. Không có ngựa, chúng ta làm sao mà thoát kịp? Đẹp quá. Ồ, đúng vậy, chơi thật là đã quá đi. Giá mà tôi trẻ lại 40 tuổi thì một ngày chắc cũng phải đan được 20 cái vỏ. Ông chỉ ước dơ dẫn, sao không ước mình ngày nào cũng có người thuê làm vỏ? Kìa, sao rơi là được ước một điều đó bà. Để tôi ước trẻ lại 40 tuổi. Ước mỗi ngày đều có người đến đặt hàng đan vỏ. Như vậy thì nhiều quá rồi. Tâu Ngọc Hoàng, những người chăn trâu ở sông Ngân đã xác nhận hai tiên đồng này đã nghịch ngợm làm mưa sau băng đêm qua. Các người thật to gan. Thân là người kề cận bên ta và Dương Mẫu, được chúng ta yêu thương nên các người nghĩ có thể trộm giặt và xem thường luật trời có phải không? Ngọc Hoàng và Dương Mẫu xin tha tội cho chúng thần. Quỳ Tiến, người không nói gì đi, người không thấy có lỗi hay sao? Tâu Ngọc Hoàng, thần nghịch phá thì xin chịu tội, nhưng còn chuyện khác thì thần không làm gì sai hết. Cái gì? Tâu Ngọc Hoàng, người vẫn truyền cho chúng tiên và người trần gian rằng thức ăn là quý giá, nhưng thức ăn của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu tại sao lại phí phạm như vậy? Việc trộm đồ ăn của chúng thần có thể là vi phạm phép tắc, nhưng cũng là cách không để thức ăn quý giá bị lãng phí mà. Ngươi còn quanh co chối tội nữa hả? Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Dương Mẫu nghĩ thế nào? Các người nói không phải là sai, nhưng ngươi phải hiểu vì sao thức ăn của ta và Ngọc Hoàng phải được tiêu hủy chứ. Vì Ngọc Hoàng và Dương Mẫu là vua của chúng tiên, công lực còn sót lại trên thức ăn và nước uống có thể sẽ làm chênh lệch pháp thuật và đạo hạnh của người ăn phải, ảnh hưởng đến sự công bằng của chúng tiên. Ngươi biết vậy mà không ngăn nổi thói ham ăn và ham chơi của mình sao? Đáng ra phải đày các ngươi xuống trần gian, nhưng thương tình các ngươi bao năm hầu hạ lại có công, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng giáng chức, thu hồi 5 phần pháp thuộc của chúng. Ngài thấy thế nào? Ta đồng ý với Dương Mẫu nương nương. Nay ta truyền cho thu hồi 5 phần công lực của các ngươi, giáng bậc xuống làm người hầu ở 2 nơi riêng biệt, không được gặp nhau. Giao việc gấp đôi trước đây cho hai kẻ này biết ăn năn hối lỗi, không còn thời gian lêu lỏng ăn chơi. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng anh minh. Thế là từ đó Quy Tiến phải làm giúp việc cho quan bậc Mã Ôn, còn Tố Anh phụ việc ở Thiên Trù. Hai người phải làm việc vất vả và không biết về tung tích của người kia ở đâu cho đến hơn 20 năm sau. Gấp đôi công việc gì chứ, lần này là gấp 5 lần công việc trước đây rồi, mà đồ ăn còn không đủ nữa chứ. Ủa, cái bánh mới để đây đâu rồi trời? Lại là ngươi. Đừng có mơ, ngươi dám ăn bánh của ta. Thank you.
hai biểu. Là tại ngươi mà ta bị phạt đây. Ngươi phải chịu phạt chung với ta. Nhà ngươi đang làm gì đó? Tại sao chưa cho con Bảo ăn? Dạ. Con Bảo là ngựa của Thiên Lôi, sức ăn của nó hơn hẳn mấy con kia. Mây, nước, gió, lửa. Nên ngươi mà còn cắt nửa phần cỏ của nó như lần trước à, thì ta sẽ cắt cơm của nhà ngươi á. Con ngựa này là nhanh nhất và khôn nhất. Ngươi mau mau cho chúng ăn rồi phơi cỏ dọn chuồng tắm ngựa đi, nghe chưa? Dạ. Ngươi thật là sướng đó con biết không? Ta ở đây làm như khổ sai vậy. Không biết Tú Anh giờ ra sao ha. Tú Anh, mau mau tay chân lên. Bếp số 2 phải có lửa to thì ta mới bắt đầu xào được. Dạ. Còn thiếu gì nữa ta? Tố Anh. Dạ. Còn thiếu nấm hương nữa ạ. Chuẩn vị đó. Tố Anh, múc ra trang trí lẹ lên. Người có cái vị giác tốt đó. Từ ngày có người ở đây, ta thấy món ăn có mỹ vị hơn hẳn. Đa tạ tiên bếp khen ngợi. Tôi bị phạt đến đây, nhưng lại được tiên bếp chiếu cố như vậy. Người đúng là liều mạng quá mức, nhưng cũng là một đứa khéo léo. Món mứt bạch quả, người làm tới đâu rồi? Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Này này. Cảm ơn. Khoan đã. Cô bếp kia đứng lại. Nè nè, cô dám ăn hết nửa phần cơm của ta hả? Ôi, lâu lắm mới gặp lại mày. Cô là? Tôi là Tố Anh, phụ việc cho tiên bếp ở Thiên Trù. Ừ thì tôi đói quá, lỡ ăn bớt nửa phần cơm của anh đó. Nè, đền nho cho anh đó. Tôi tiện tay hái, định ăn giặt cho đỡ đói mà. Thôi, cho anh đó. Cậu đây rồi, tôi là Quy Tiến đây. Đúng là Quy Tiến rồi. Vậy là cậu chăn ngựa suốt 20 năm qua sao? Cậu trông khác quá, tôi đã không nhận ra. 20 năm, tôi già mất rồi. Ừ, 20 năm, chúng ta phải sống trong quy định nghiêm ngặt của Thiên Đình. Thiên Đình không cho phép chúng ta qua lại với nhau đâu. Nhưng từ lúc nhỏ, chúng ta có bao giờ theo luật đâu. Mau lên, mau lên, mau lên. Dọn chén đĩa ra đi. Mau lên, bên này, bên này. Mau lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Bữa nay không đi đâu cũng chán. Nhưng mà sống thấy Tú Anh tới, khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà. Ê, tên chăn ngựa kia, mau dắt hai con ngựa đưa tin ra đây. Nè, tên chăn ngựa, có nghe chúng ta nói không hả? Nghe rồi, nghe rồi. Ơ kìa, tiên đồng cấp 1 Quy Tiến đấy mà. Vì ham chơi mà thành tên chăn ngựa những 20 năm rồi. Vất vả quá. Có gì đâu mà lạ. Ai bảo ăn trộm đồ ăn lại còn phá phách nên mới ra nông nổi này. Giờ chỉ là kẻ chăm sóc ngựa thôi à. Hồi xưa làm tiên đồng cấp 1 quay dễ có quy là vậy. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ta thưa lại với Ngọc Hoàng thì không biết ngươi còn bị phạt đến cỡ nào nữa đâu. Mau dắt ngựa lại đây. Chúng ta còn phải đến đi mời các thần tiên đến dự tiệc của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu Nương Nương. Chậm trễ là ngươi sẽ gánh thêm tội đó. Thank you.
hơn thua với tụi nó cũng đâu có được cái gì. Nhưng ta đã bị trách phạt thì phải cho bọn chúng nếm mùi chứ. Chúng ta về thôi, ta phải đi tìm Tú Anh mới được. Bẩm tiên bếp, còn để hàng hướng dương và cốm dẹp ở ngoài đợi con ra lấy. Mau mau đi. Cậu rảnh rỗi sao mà đến đây vậy? Ngọc Hoàng mở tiệc, đâu đâu cũng bận, tưởng cậu phải lo dắt ngựa cho các khách mời chứ. Chúng ta không thể ở đây mãi được, những kẻ mắc tội như chúng ta sẽ bị khinh ghét thôi. Rồi tới khi nào chúng ta mới trở về vị trí ngang hàng với mọi người như xưa? Chúng ta phải làm gì đó đi. Là sao? Chúng ta phải làm thôi. Nàng hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, tha hồ tự do, khám phá thế giới. Có được không đó? Chúng ta đã sống trong nề nếp 20 năm rồi, ráng thêm một chút, biết đâu Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sẽ thương xót khoan hồng, cho chúng ta lại cấp bậc tiểu tiên như cũ. Đã 20 năm rồi, đâu phải là 2 năm Thu Anh à. Nhưng hãy đợi em ở đây, em phải vào quấy mất, không sẽ bị khét mất. Nàng phải nhanh lên nữa nha. Chắc chàng đói rồi, ăn đỡ cái này đi. Là bát trân từ 8 loại xương hầm khác nhau đó. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Cưỡi con Bảo đi mà. Ta nghĩ lại rồi, chúng ta không thể âm thầm ra đi như vậy. Là sao? Là chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích rồi mới đi khỏi Thiên Đình. Cái gì? Nhưng chúng ta không làm một mình, chúng ta bị phạt thì phải để cho nhiều người cũng nếm mùi vị bị phạt như chúng ta. Chúng ta đã ngoài 40 tuổi tiên rồi, không phải còn 15 như trước. Chàng còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn chúng ta bị bọn tiểu tiên thấp cấp trước kia chê cười mãi sao? Tội này nếu bắt được thì có khi đài chúng ta khỏi Thiên Đình mãi mãi luôn đó. Thì đằng nào chúng ta cũng rời khỏi đây mà, chúng ta đâu có muốn sống ở Thiên Đình với những luật lệ và tiếng chê cười. Có nước táo không? Mụ chàng điên rồi sao? Nàng phải tin ta chứ. Nè, ăn đi, ăn đi. Gà tìm hơn 100 loại thảo mộc đó, ăn đi. Dâu ngũ sắc ngâm với linh chi ngàn năm đó. Xem món gỏi nắm này làm nước chấm ngon chưa từng thấy. Nghe nói là lấy cá từ Vũ Môn Quan để làm nước chấm đó. Hey, lại đây ăn cái này đi. Cá trích cuốn rau củ nè, vừa ngon lại đẹp mắt, ngon không tưởng tượng được. Lại đây mà xem, món bánh ngọt từ trứng của Phượng Hoàng, 500 năm mới làm được một cái thôi đó. Các người làm gì vậy? Nước táo. Mau. Ôi da, đổ hết rồi nè. Chúng ta
ta mau đi thôi. Gọi con Bảo đi. Ý, không cần dỗi. Nhưng các khách mời của Ngọc Hoàng sẽ đến ngay bây giờ. Còn lâu họ mới tới được. Ta đã dặn con Bảo dẫn ngựa của bọn họ chạy tán loạn rồi. Họ mất cả buổi tối mới dắt chúng về được. Chàng gan vậy. Thôi đừng có lo nữa. Thiên đình hôm nay là của chúng ta. Tha hồ quậy phá. Mau đi theo ta. Nhớ phủi lông đào đi. Thật là không có lời nào để tỏ. Mất mấy ngàn năm mới chín cũng xứng đáng. Ta chưa từng ăn đào nào mà ngon vậy á. Trước đây á, có canh đào yến mạch dâng cho Ngọc Hoàng, ta cũng từng ăn qua, nhưng mà không có ngon như vậy. Đương nhiên, vườn đào của Dương Mẫu nổi tiếng trong tam giới, không ai là không biết. Mỗi cây chỉ cho 10 trái, mỗi lần hái đem dâng cho ai đều được ghi lại. Ta cũng chưa bao giờ trộm được một quả nào. Vậy thì hôm nay ăn cho thỏa thích. Đằng nào cũng mang tiếng trộm rồi. Hay chúng ta hái một ít để đem theo ăn dần. Nhưng mà đựng vào đâu đây? Túi nhỏ vậy đựng nhiêu? Đây là túi không đáy. Một chút phép thuật ta đã làm lúc trước để trộm đồ ăn cho dễ. Giữ chặt chúng lại. Giữ chúng lại. Bấm Ngọc Hoàng xá tội. Thần không thể nào tống được chúng à. Ngươi coi ngựa kiểu gì mà không có cách huấn luyện cho chúng nghe lời vậy hả? Thần mọi khi Quy Tiến chặn ngựa sẽ làm việc này à. Nhưng thần không tìm thấy hắn đâu cả. Em no quá, không đi nổi nữa. Ai bảo nàng lại còn tiếc trái này ngon lắm, trái kia không ăn liền thì uổng. Đừng nói nữa, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, không thì xỉu mất. Hình như đây là phủ thần nông thì phải á. Thì sao? Ta vào xin một ít hạt giống để xuống trần có cái mà ăn, trồng trọt không lo đói. Chúng ta có phép còn lo gì? Chàng muốn vào thì vào đi, em ở đây nghỉ một lát. Như vậy là sao? Ai cho các ngươi tự tiện cả gan như vậy hả? Nay còn dám đụng vào bàn tiệc của ta? Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương bớt giận. Đó là Tô Anh và Quy Tiến tạt nước tấu ngâm ngàn năm vào người chúng thần, khiến chúng thần choáng váng ạ. Dạ đúng vậy ạ. Xin Ngọc Hoàng soi xét. Lại là Quy Tiến, cái tên này. Bẩm Ngọc Hoàng, lũ ngựa đã được gom lại hết, chỉ còn... Còn sao? Nói đi. Dạ, còn thiếu mất con ngựa của Thiên Lôi, con Bảo à. Dạ, dạ, vua Tô Ngọc Hoàng và Dương Mẫu. Là chuyện gì nữa? Dạ, đôi đũa vàng của thần đã bị mất cắp rồi ạ. Các ngươi quản giáo người dưới đó như vậy sao? Thiên binh thiên tướng đâu? Mau đi bắt Tố Anh và Quy Tiến về cho ta trị tội. Có chuyện gì vậy? Nguy rồi. Quy Tiến, hướng nhà trời kìa, mau chạy thôi. Tên kia, mau quy hàng đi. Đây là đâu? Nơi này lạnh thật. Vậy mới giữ được thức uống lúc nào cũng ngon chứ. Sao chàng biết chỗ này? Thì lúc trước làm tiên đồng cho Ngọc Hoàng, ta tới đây lấy nước qua cúc cho người cho nên nhớ đường. Thế thì vào lấy là được rồi.
Sao phải chơi khăm mấy người thợ hái hoa làm gì? Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Có chuyện gì vậy? Đợi tao lên chơi coi. Mấy người thợ hái hoa đó thực chất là người canh gác ở đây. Nếu không làm rối họ lên để đánh lạc hướng thì còn lâu chúng ta mới chậm được. Đây, nước táo ưa thích của Ngọc Hoàng, làm từ hơn 100 loại táo ngon nhất. Ồ, ngon quá. Uống từ từ, uống nhiều bị choáng đó. Nước táo ngon quá, ta phải thử thêm nữa. Đã lỡ đến đây rồi, sao ta không thử hết các loại khác? Nước nho đen ruột trắng đây mà. Ôi, nước cây ngại đắng. Mau tỉnh lại, chúng ta phải đi thôi, không sẽ có người phát hiện ra mất. Nước cây ngại đắng. Mau đi thôi, kẻo có người thấy bây giờ. Hai thiên tướng pháp lực phi phàm mà thua hai đứa tiểu tiên nhãi nhép à? Các người thật sự đã suy yếu tới như vậy sao? Bẩm Ngọc Hoàng, chúng đến phủ thần nông nghịch phá, quăng các chống cây để ngăn cản chúng thần, rồi tìm cách biến đi cùng con bảo. Trước là phá tiệc, rồi trộm đào tiên, bây giờ lại còn gây loạn khắp nơi, thật là không còn phép tắc gì mà. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, quan trọng là chúng vẫn còn cốt tiên, nên rất khó hàng phục hoặc lần ra dấu vết. Ta thấy bọn chúng sẽ chưa dừng lại việc phá phách này đâu. Cứ theo sát những dấu vết phá hoại của bọn chúng, thế nào cũng bắt được. Bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ nên đưa tin đến chư tiên khắp các giới để các thiên tướng có thêm trợ giúp. Không cần đâu, chúng phá hoại rồi ăn uống no say, lúc đó các thiên tướng sẽ dễ dàng hằng phục. Cứ theo dấu vết của bọn chúng mà tìm bắt. Tuân mệnh Ngọc Hoàng. Ướt hết rồi, chúng ta để đây đi, lát làm tiếp. Chúng ta ở đây đến chừng nào? Em thấm mệt rồi. Ta không biết, cứ ngồi nghỉ đi rồi tính tiếp. Ủa, con Bảo đâu? Sao nó không đi cùng chúng ta? Mới hồi nãy còn đi cùng nhau mà. Mau chia ra tìm nó đi. Bảo ơi, Bảo Tú Anh, chạy đi, bên kia là Vũ Long Môn, nàng men theo đó chạy đi. Con Bảo là của Thiên Lôi, các người dám lợi dụng sự yêu quý của nó để làm điều sang bậy. Chính con Bảo đã cho chúng ta biết các người đang ở đây. Tâu Ngọc Hoàng, chúng thần đã bắt được hai tiểu tiên rồi, xin được giải lên đại điện xử tội. Hai kẻ phá phách năm xưa đã bị giáng chức, hãy chúng gặp nhau là xảy ra chuyện, phải phạt chúng thật nặng mới được. Tâu Ngọc Hoàng, đã bắt được chúng là tốt rồi. Ngọc Hoàng trăm công nghìn việc, thần xin được đích thân xử phạt chúng, đày chúng xuống trần gian để tu tâm sửa tánh. Vậy ta giao bọn chúng cho Dương Mẫu đó. Do ham mê ăn uống vô độ và ham chơi nên không chấp hành các quy tắc của thiên đình, Tố Anh và Quy Tiến bị tước hết phép thuật và đày xuống hạ giới để làm vô gia cư,
phải lao động vất vả mới có miếng ăn. Cải xanh cải ngọt đi, cải xanh cải ngọt mới hái đây, ghé vô ghé vô. Làm ơn cho chúng tôi. Dạ lại ông, xin cho miếng cơm. Ai không có không có. Mày vô mày vô. Quý vô, lại bà, lại bà, mẹ vô. Đi chỗ khác đi. Làm ơn quý vô, mẹ vô. Đi chỗ khác đi. Nên đi chỗ khác đi. Mẹ vô, mẹ vô. Mai mà còn xin được chút lửa để sưởi ấm. Tôi đã nói là đừng có ham chơi nữa, cố gắng khắc phục để sống trên thiên đình. Thôi thôi thôi, không có sao. Chúng ta sẽ dần dần tìm được kế sinh nhai ha. Đúng nghĩa là chúng ta bị đi đài, dù chịu nhục vẫn đỡ khổ hơn nơi đây, vừa đói vừa rét. Nói lại chuyện cũ có ích gì đâu. Giờ ngủ tạm ở đây đi, mai tính. Em thèm những món trên thiên đình quá. Ước gì chúng ta sẽ quen dần mà. Ít nhất á, ở đây chúng ta được tự do bên nhau, không cần lén lút hay là bị đuổi bắt như trước nữa, không? Chàng nói phải, chúng ta phải phấn chấn lên và làm lại từ đầu. Mùi gì lạ quá. Ừ, lạ mà thơm quá ha. Chàng kiếm gì đó, đánh lạc hướng họ đi. Họ đứng lên là ra tay liền nha. Chuyện gì vậy, ông ơi? Bẻ mấy cây bắp đang ra qua của nhà mình bà ơi. Mắm kho quẹt của ta thơm quá. Hey, cũng may chỉ mới mất có mấy cây. Trời ơi, nồi mắm tôi để trên bếp biến mất rồi. Trời ơi, nhà có mỗi nồi mắm kho quẹt mà cũng mất nữa. Ông Táo ơi, sao ông không coi giùm tôi chứ? À, thôi thôi, còn rau luộc ăn đỡ nè bà. Bài kiến Dương mẫu nương nương. Miễn lễ, Tố Anh và Quy Tiến đã bị đày xuống trần gian. Nhưng ta không yên tâm về sự hối cải của họ, nên phải đích thân xuống kiểm tra. Ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Miễn lễ, ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Bẩm Dương mẫu, hai tiểu tiên đã trộm món ăn duy nhất của hai ông bà già đáng thương. Xuống nhân gian không lo lao động để tạo ra cơm ăn áo mặc, chứng nào tật nấy, vẫn là thích trộm đồ có sẵn. Bẩm Dương mẫu, vậy để thần tìm cách ngăn cản họ lại. Ta sẽ tự làm việc này, để ta đối diện với họ. Ui, nóng. Mặn. Nhưng mà ngon quá. Trên thiên đình cũng chưa bao giờ có món nào làm được như vậy. Đúng vậy, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Ngon quá à, chỉ muốn ăn thêm, không ngưng lại được. Khoan khoan, khát nước quá. Đúng rồi, chắc tại món này mặn quá. Bà ơi, xin cho cháu một ngụm nước, chúng cháu khát khô cả cổ. Được, được, dù gì nước trong bình cũng khá nhiều, ta sẽ chia cho hai cháu một ít. Cảm ơn bà. Ta thấy
hai cô cậu không giống người ở đây. Dạ, tụi cháu từ xa đến. Cô cậu định sinh sống ở đây sao? Dạ thưa bà, chúng cháu sẽ lấy nhau và dựng nhà sinh sống ở đây, tận hưởng cuộc sống tự do. Cũng phải, nơi đây rất tốt đẹp, nếu có làm thì sẽ có ăn thôi. Hai cô cậu định làm gì để sống? Chúng cháu cũng chưa biết nữa ạ. Có nhiều việc lắm, nhưng việc nào cũng phải làm lụng mới kiếm được tiền để mua thức ăn. Tiền là gì vậy bà? Vì sao có nó mới mua thức ăn được? Hai cô cậu sao như người trên trời rơi xuống vậy? Đây gọi là tiền, dùng để mua thức ăn, đồ đạc trong nhà hoặc là quần áo. Vậy thì càng nhiều tiền thì càng mua được nhiều thức ăn, phải không bà? Đúng là vậy. Nhưng thôi, ta phải đi rồi. Chúc hai người sẽ có cuộc sống tốt ở đây nha. Cái túi của bà cụ sao? Có nên trả cho bà ấy không? Chúng ta nếu muốn sống ở đây cũng phải có tiền mới mua đồ ăn được. Chàng nghĩ chúng ta có nên giữ lại cho mình không? Chúng ta hãy giữ lại đi, bà ấy sẽ kiếm lại được túi tiền khác thôi. Tính ra Trần Giang cũng vui thiệt, có tiền là mua được khác thứ, khỏi lao động luôn. Thức ăn ở Trần Giang nhiều hương vị quá à. Tiền của bà lão đánh rơi, chắc mình ăn cả năm không hết. Bà con của bác ai giúp già, cho già ăn, già đói quá, lạnh quá. Đi nhanh đi, bà cụ này hôi quá, ăn nuốt không vô. Mình nhiều đồ ăn quá, hay là cho bà lão một chút đi. Ui, bà ta chính là người đã đánh rơi túi tiền. Đi nhanh đi, không bà cụ đòi lại đó. Cẩn cho ta và Ngọc Hoàng, chỉ vì ham chơi và ích kỷ nên các ngươi đã làm ra những tội không thể tha thứ. Dạ 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 dạ, dạ. Chúng thần xin cho chúng thần cơ hội được làm người trần để sửa sai. Ta đã cho các ngươi mấy cơ hội, nhưng các ngươi chứng tỏ ham ăn biến làm, ích kỷ, sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Không, chúng thần nhất định sẽ sửa đổi mà. Tiếc cho các ngươi đều từng là những tiên đồng hầu cận của ta và Ngọc Hoàng. Tại sao các ngươi không hiểu rằng làm hại đến kẻ khác để phục vụ cho ý thích của mình là điều xấu? Chúng thần đã biết tội. Ta phạt các ngươi phải biến thành cây chổi, sống đời khổ sai, suốt đời dọn sạch nhà cửa cho con người. Các ngươi có phục không? Chúng thần xin nhận tội. Thế là Tố Anh và Quy Tiến phải biến thành chổi làm việc luôn tay bất kể ngày đêm để trả giá cho những hành động sai trái của mình. Lâu ngày thấy chúng làm việc cực khổ, Ngọc Hoàng thương tình cho chổi được nghỉ 3 ngày Tết Nguyên Đán. Từ đó dân gian ta có tục lệ kiên quét nhà vào 3 ngày Tết. Ngày xưa ở một vùng đất nọ có hai mẹ con nhà kia, tuy làm lụng chăm chỉ mà vẫn không đủ ăn, bởi tên lãnh chúa coi quản vùng đất của họ là một tên tham lam và độc ác, luôn tìm mọi cách để chèn ép người dân ở đây. Nắng quá đi mất. Mẹ nghỉ tay uống nước một lát đi. Cảm ơn con, hôm nay trời nắng quá. Con thấy lúa mì không được to và nặng hạt như mọi khi mẹ ơi. Đúng rồi, năm nay lại mất mùa, sâu bệnh phá hại liên miên. Rồi đây chúng ta biết lấy đâu ra lúa mì để nộp đủ cho lão lãnh chúa đây? Mọi người đang gặt lúa mì sao? Dạ thưa lãnh chúa, năm nay mất mùa, chúng tôi không thể nộp đủ số thuế. Lại mất mùa? Năm nào cũng đưa chuyện mất mùa ra để dọa ta. Các ngươi lười biếng nên kiếm cớ thì có. Nếu ngày mốt mà không nộp đủ thuế thì ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đất này
và siết hết tài sản của các ngươi. Trời ơi, chúng ta làm sao xoay đủ tiền nộp thuế đây? Mẹ ơi, con mới dắt sữa bò, mẹ uống một ít cho đỡ mệt nha mẹ. Ừ, con để đó cho mẹ. Nhà mình lấy hết tiền hả mẹ? Đúng rồi, tuần trước có hai con gà mái cũng bán luôn để mua đồ ăn rồi. Bây giờ chỉ còn có con bò. Xin mẹ đừng bán nó. Nó còn có thể cho sữa mỗi ngày để chúng ta đỡ đói. Giờ chúng ta chẳng còn tiền mua thức ăn nữa. Mẹ biết con cũng yêu quý con bò như mẹ yêu quý nó. Nhưng nhà mình chẳng còn gì đáng giá để mua đồ ăn. Ngày mốt còn phải nộp thuế cho lãnh chúa. Vậy thì chúng ta có thể cũng chết đói và chẳng còn nhà để ở nữa, phải không mẹ? Mẹ không nghĩ được nhiều như vậy đâu Jack à. Chúng ta chỉ có thể tới đâu lo tới đó thôi. Mẹ đã quyết rồi. Ngày mai con bán con bò đi cho mẹ. Xin lỗi mày, nhưng tao không thể làm gì khác. Trời sắp mưa rồi, để tao đưa mày vô chuồng, không thôi ướt. Con gái ơi! Cha! Có chồng! Cha! Hôm qua mưa lớn, chắc là hôm nay sẽ mát mẻ lắm đây. Tao đã chăn mày mấy năm rồi, thiệt là không nỡ bán mày đi. Nhưng biết làm sao được. Ôi! Đau quá! Trời ơi, làm sao ta trở về được? Ôi, cái thân già của ta. Nhảy kìa, nhảy lên kìa, dám chặn ngựa của ta. Ông định cho ngựa dẫm lên một đứa nhỏ vô tội hay sao? Ta đang vội, chứ nếu không, ta không tha cho các ngươi đâu. Sao em lang thang ở đây? Em có sao không? Em đói quá anh Chắc ơi. Em nín đi, ba mẹ em đâu? Mẹ em đang đi xây bột, còn ba em ra chợ bán đồ để kiếm đủ tiền đóng thuế cho lãnh chúa. Nhà em đã hai ngày nay không có gì để ăn rồi. Em muốn đỡ đi nè. Cảm ơn anh. Có lẽ cậu bé sẽ giúp được ta chăng? Nào, ta ra chợ bán bò và tìm cha cho em, được không? Ôi, một con bò đẹp nhất từ trước tới nay ta từng thấy. Cảm ơn ông. Sữa của nó cũng ngon lắm ạ. Ta tin là thế. Thế hai cậu đang đưa con bò đi đâu vậy? Cháu đem nó ra chợ bán. Thật đáng tiếc. Một con bò tốt như vậy chỉ có thể bán lấy tiền. Nếu không bán lấy tiền thì có thể làm gì khác hả ông? Hãy bán cho ta. Vậy ông trả cháu bao nhiêu? Bằng cái này. Ông muốn trả bằng đậu hả? Đây là những hạt đậu thần. Dạ sao? Đậu thần? Đúng vậy. Nó sẽ đem lại cho cậu những kho báu lớn lao. Như vậy không hơn là một vài đồng tiền vàng sao? Cháu không biết nữa. Ông nói cũng đúng. Nhưng sao cháu biết được nó có hiệu quả không? Có thể nó là loại đậu cho thật nhiều trái ngon anh Sắc ạ. Như thế anh có thể bán đậu quanh năm để có tiền mà không sợ mất mùa. Em từng nghe cha em nói như vậy á. Thật sao thưa ông? Chà, cũng có thể hiểu như thế.
Jack, đậu này thật là tươi tốt mà không phải chăm sóc nhiều. Dạ đúng vậy mẹ, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Được, cháu sẽ đổi bò lấy túi đậu này. Hy vọng nó sẽ có phép thần như ông nói. Rồi cháu sẽ thấy. Chắc là mẹ anh sẽ vui lắm. Anh cũng hy vọng như vậy. Chỉ có vài hạt như vậy, không biết sẽ lên được mấy cây. Cũng có thể nó sẽ lên một cây đậu khổng lồ với đầy đậu to. Chắc giờ này cha mẹ em về rồi, em về nhà đây. Cảm ơn anh Sắc nha. Lúc nào có đậu anh sẽ đem qua cho em. Đừng có đi khỏi nhà nữa nha. Chào bác Rin ạ. Mẹ ơi, xem con bán bò được gì nè. Con bán được bò rồi hả? Mẹ cứ lo không biết con có bán được không. Họ trả nhiêu tiền? Dạ đây. Cái gì đây? Người đổi bò cho con nói á, đây là hạt đậu thần đó mẹ. Chúng ta có thể trồng nhiều đậu, màng bán lấy nhiều tiền hơn. Trời ạ, con bị lừa rồi. Mấy hạt đậu này làm được gì chứ? Lãnh chúa sẽ tới nhà chúng ta để tịch thu tất cả, thì làm gì còn chỗ nào cho chúng ta trồng đậu. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con chỉ nghĩ bán đậu sẽ giúp chúng ta có tiền lâu dài hơn bán một con bò lấy vài đồng. Thôi, chuyện cũng đã rồi, giờ đành bụng đói mà đi ngủ thôi. Còn lãnh chúa thì sao thưa mẹ? Thì đợi ngày mai sẽ tính tiếp. Bánh của ta đâu? Kem sô-cô-la của ta đâu? Ngươi làm cái gì mà lê mê vậy hả? Nếu ngươi không làm nhanh hơn thì ta sẽ giam ngươi lại mãi mãi. Cha ơi, giờ cha ở đâu? Con là tiên mà phải làm người hầu cho tên khổng lồ độc ác này. Con sẽ cố gắng nhịn hắn, đi tìm lại đũa thần và đi tìm cha. Đi dắt sữa bò thôi. Mà hôm qua đã bán con bò rồi. Đói bụng quá. Từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì hết. Mình cứ vào trong xin chút gì bỏ bụng coi sao. Jack ơi, Jack ơi, thật khủng khiếp, cây gì thế này? Jack ơi, lạnh chưa? Mau đóng tiền thuế. Tôi thưa lãnh chúa, xin hãy cho tôi thêm 3 ngày. À thôi, 1 ngày cũng được. Con trai ngươi hôm qua dám chọc giận ta, ta chưa bắt ngươi đóng tiền phạt là may lắm rồi. Xin lãnh chúa hãy rộng lòng tha thứ cho con trai tôi còn nhỏ dại. Tiền thuế chỉ 1 ngày thôi, tôi sẽ trả đủ. Người đâu, bắt bà ta cùng những kẻ không đóng tiền thuế khác giam lại cho ta. Tha cho tôi, có ai cứu tôi không? Mày thích ăn đậu sao? Nơi này thật là to lớn.
quấn gần của ta. Ai thế này? Đừng sợ, cậu là ai? Sao lại đến được đây? Hãy bọn trốn thuế này về lâu đài, cho chúng làm nô lệ đến khi nào chúng trả hết nợ thì thôi. Dù không thu được vàng, nhưng ta cũng có được một đám nô lệ. Ta sẽ dắt kiệt sức của chúng để bù lại số vàng kia. Vậy là nhờ cây đậu thần mà tôi lên đến đây được. Vậy là cha ta đã đưa đậu thần cho cậu lên đến đây. Hả? Cha cô? Đúng vậy. Cha ta là chủ lâu đài này. Nơi đây cai quản những đồ vật phép thuật của các tiên. Nhưng tên khổng lồ nọ đã tấn công bất ngờ và khiến cha ta rơi xuống trần gian. Nghe cậu kể thì cha ta đã bị mất hết phép thuật và không thể quay lại đây được nữa. Đậu thần chính là của cha ta. Có việc gì tôi có thể giúp cho cô không? Ta không biết nữa. Bây giờ ta phải tìm được cây đũa thần bị gã khổng lồ cướp mất thì sẽ tìm được cách. Nhưng cô không biết gã khổng lồ cất ở đâu sao? Tên khổng lồ về rồi. Cậu phải mau trốn đi. Nếu hắn bắt được cậu thì... Tôi không dám nghĩ tới điều đó. Vậy tôi biết trốn ở đâu đây? Đồ ăn trưa của ta đâu? Có mùi con người à? Làm gì có ai? Ngươi nghe lầm rồi, chẳng có ai ở đây hết. Vậy còn cái này? Ta đang làm thử món bánh mới, có trộn thịt heo nướng trong đó. Có lẽ ngươi đã ngửi nhầm mùi rồi. Được, đem lên ta ăn xem. Bất cứ thứ gì có thịt nướng ta đều thích. Suýt nữa thì... Cậu ở đây ăn bánh đi. Tôi phải đem bữa trưa lên cho hắn. Sau khi hắn ngủ say, cậu có thể đi khỏi đây. Hắn sẽ không biết gì đâu. Những đồng tiền vàng xinh đẹp của ta, kho báu của ta. Nếu có thể đem được một vài đồng về thì có lẽ tên lãnh chúa sẽ để yên cho mẹ con mình. Cậu muốn chết hay sao mà vào đây? Hắn không còn tỉnh táo nữa, cậu mau trở về nhà đi. Đi đi. Ta không thể để cho cô tiên biết, nếu không cô ấy sẽ bị giả lây. Nhưng ta cần một ít đồng vàng để cứu mẹ và những người hàng xóm nghèo đói. Chỉ một đồng tiền là đủ, hắn sẽ không biết đâu. Không biết tên khổng lồ đang ngồi ở phòng nào. Sao mình tìm mãi vẫn chưa thấy hắn? 1001. 1005. Cơ hội của mình đây rồi. Chắc chừng này là đủ rồi. Chết rồi, nặng quá làm sao ta vác về được đây. Tham lam là mất mạng. Không được, ta phải bỏ lại thôi.
trời, thế là mất tôi công sức. Hay quá, cảm ơn mày nha. Mày đúng là một chú chó thông minh. Cảm ơn mày. Tao phải trở về nhà đây, nhưng tao sẽ trở lại và mang thêm đậu cho mày ăn nha. Mẹ ta mà thấy số vàng này chắc sẽ mừng lắm. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Anh Trác, anh về rồi. Lãnh chúa đã bắt mọi người trong làng làm nô lệ cho đến khi nào có tiền đóng thuế cho hắn. Cha em cũng bị bắt rồi. Thật là một kẻ độc ác. Nhưng anh đã có tiền rồi, chúng ta mau đi chuộc mọi người ra. Đèn đóm đâu rồi? Sao lại tối như vậy? Những đồng tiền vàng của ta, có kẻ đã ăn trộm những đồng tiền vàng của ta. Chắc là cậu bé Chắc đi mà. Ai mà dám vào đây ăn trộm kia chứ? Ông xem, chính ông ngủ quên rồi hất những đồng tiền vàng xuống. Chúng chỉ bị lăn ra đó thôi. Hay chính cô đã trộm của ta. Tôi không hề vào đây sau khi bê đồ ăn cho ông. Với lại, ông quên tôi là tiên hả? Tôi đâu có cần chúng. Tốt nhất là đừng để ta biết có kẻ trộm nào. Thì ra là tên quắt con sáng hôm qua đây mà. Người tới đây làm gì? Mẹ ngươi không đóng thuế đã bị tống giam rồi. Ngươi muốn đến thay mẹ ngươi sao? Ta đến để đóng thuế. Tới 5 đồng tiền vàng lần đó. Vậy thì ta sẽ trả hết cho những người chưa đóng thuế. Ghê gớm thật. Ngươi sẽ lấy tiền ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống chắc. Ông cứ nói xem hết bao nhiêu. Tự nhiên mà nó tự tin hỏi tiền như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đây. Nếu ngươi trả được số tiền bằng đúng 2 con bò này thì ta sẽ thả hết. Ông phải đưa mẹ tôi và mọi người ra đây, làm giấy tờ cam kết thì tôi mới đưa tiền. Được lắm, để xem. Jack, con làm gì ở đây? Mẹ, nếu tôi giao số tiền bằng đúng 2 con bò này thì ông phải thả tất cả họ ra. Được, nếu không ngươi và đám người kia sẽ phải làm nô lệ cho ta suốt đời. Tiền ở đâu mà to dữ vậy? Nhiều quá chứ. Ở đâu mà ngươi có những đồng tiền vàng khổng lồ này? Đương nhiên là ở trên trời rơi xuống rồi. Có phải là vàng thật không? Sao? Ông phải giữ lời hứa, thả chúng tôi đó. Giao ước đã ký rồi. Được, được. Cút hết đi, cút hết đi. Đúng là vàng thật. Cảm ơn chị Rin và cháu Jack. Tôi tưởng đâu... Anh Jack thật dũng cảm. Cũng may mắn mà thôi, cùng là hàng xóm cả, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dạ, mẹ cháu nói phải đó. Tiếc là cháu không thể mang theo nhiều vàng hơn để giúp mọi người mua thức ăn. Thức ăn thì có thể kiếm sao, miễn là chúng ta đã an toàn thoát ra. Dạ, để ngày mai con trở lên cây đậu xem còn có thể kiếm được những đồng vàng nữa không. Chú nghĩ là không nên đâu Jack à. Chúng ta đều biết người khổng lồ đáng sợ như thế nào mà. Mẹ không cho phép con đi đâu. Một lần con thoát được là do may mắn thôi. Hãy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu con bị phát hiện. Hay gã khổng lồ phát hiện cây đậu mà xuống đây thì sao? Nhưng còn cô tiên và cha cô ấy,
con không thể bỏ mặc họ. Ngày mai con sẽ lên cây đậu. Phải cẩn thận đó. Nếu sức mất miếng nào, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bọn dân đen này tìm được ở đâu ra những đồng tiền vàng to quá khổ như vậy? Chắc chắn là bọn chúng sẽ còn nữa. Ta phải lấy cho hết mới được. Con không hiểu sao? Chúng ta đã an toàn rồi, con không được đến lâu đài của người khổng lồ nữa. Nếu ông ta tức giận lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy? Mẹ cháu nói đúng đó Sát Trà. Cô ấy là Tiên mà, họ có phép thuật, chắc chắn sẽ tự lo được. Chúng ta lo tên lãnh chúa ấy còn chưa xong, sao có thể can thiệp vào chuyện khác được nữa. Mình phải quay lại đó xem cô Tiên có ổn hay không thôi, rồi sẽ trở về thật mau. Mẹ mình không biết được đâu. Ta đem vài trái đậu làm quà cho chú chó mới được. Mày đi rồi. Cậu quay lại đây ư? Cô Tiên, cô có sao không? Trời ạ, cậu quay lại đây rất là nguy hiểm đó. Tên khổng lồ đã nghi ngờ có người trộm vàng của hắn rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi muốn quay lại cứu cô. Cứu tôi? Cậu định làm thế nào? Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Hắn ta rất giận dữ khi thấy những đồng vàng bị bỏ lại dưới cửa sổ, nhưng hắn chỉ mới nghi ngờ thôi. Hay là cô theo tôi xuống cây đậu đi tìm cha cô? Nếu như không tìm được đũa phép á, thì tôi xuống tìm cha tôi cũng vô ích thôi. Chẳng may tên khổng lồ biết được và theo tôi xuống cây đậu, thì toàn bộ vùng đất của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải tìm đũa thần trước sao? Đúng vậy, tôi phải tìm đũa phép lúc tên khổng lồ chưa về. Lần trước tôi thấy có một căn phòng bị che kín ở phía trên kia. Có thể là nó ở đó đó. Thôi rồi, vậy là hắn để ở chỗ cây đàn. Cây đàn? Cây đàn nào? Hả? Tên khổng lồ đã về. Ngươi định đi đâu vậy hả? Lần này ta nghe rõ có mùi con người. Ngươi mau giao con người đó ra đây. Chắc chắn nó đã trộm vàng của ta. Ông nghe nhầm rồi, chẳng có con người nào ở đây hết. Tôi đã nói là không có con người mà, ông nghe lầm rồi. Đem rượu tới phòng ăn cho ta. Jack, cậu đâu rồi? Nhanh lên, ta đang cắt khô cổ đây. Ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Giỏi, giỏi lắm. Ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là một báu vật hiếm có. Ngươi còn không mau vào bếp đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Chắc ơi, cậu đang ở đâu? Khi nào thì mình mới ra khỏi đây được? Thằng Jack chắc lại leo lên cây đậu rồi. Thiệt khổ quá. Các ngươi mau ra đây nghe ta thông báo. Ta cho các ngươi 3 ngày, mỗi ngày phải nộp 5 đồng tiền vàng thuế đất. Nếu không thì các ngươi phải dọn đi khỏi đây cho ta. Thưa ngài, sao lại đột ngột như vậy chứ? Ta quyết định từ nay tăng thêm thuế đất, vì ngân khố đã cạn. Quân lính của ta cũng cần được trả lương để bảo vệ các ngươi chứ. Thưa ngài, chúng tôi cũng đã làm hết sức,
nộp hết những gì chúng tôi có cho ngài. Giờ chúng tôi chẳng còn thứ gì để ăn. Đó là vì các ngươi lười biếng, sử dụng đất của ta mà chẳng làm được gì, khiến cho trồng trọt khó khăn. Ta phải ra thuế đất để các ngươi chăm chỉ hơn mới được. Sao có thể như vậy được? Đó là quá đáng mà. Tiền đâu mà chúng tôi nộp chứ? Các ngươi có vàng để đóng thuế lúa mì thì rõ ràng các ngươi còn có thể đóng thuế đất. Ta đã nhân nhượng với các ngươi nhiều lắm rồi. Bây giờ thì đem vàng ra đây, hoặc là biến khỏi đất của ta. Sao cái cây này lại mọc được ở đây? Chiếm đất của ta! Người đâu? Mau chặt đi! Xin đừng! Mình ngủ quên mất. Đến lúc mình phải trốn rồi. Cửa sổ không đi được rồi. Mày đừng đi theo tao. Tên khổng lồ biết được sẽ rắc rối lắm đó. Mày làm vậy thì tao sẽ chết mất. Mày nhất quyết đi theo tao sao? Thôi được rồi, tao sẽ đem mày đi cùng vậy. Ngỗng của ta. Hả? Cậu định lấy con ngỗng đi sao? Tên khổng lồ sẽ nổi điên lên mất. Tôi không định lấy, nhưng con ngỗng cứ đòi theo tôi à. Cậu hãy đưa con ngỗng cho tôi và trở về nhà đi. Đừng trở lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Con ngỗng của ta đâu? Hắn thức rồi, cũng mau đi nhanh đi. Đi đi. Là My, chính là My trộm con ngỗng và những đồng tiền vàng của ta. Tôi không có. My còn chối không? Mau đem trả vàng cho con ngỗng của ta ra đây. Mau chặt cái cây đậu này cho ta. Bất cứ thứ gì ta không cho phép trên đất của ta đều phải nhổ bỏ. Xin lãnh chúa thương tình để cái cây này lại. Nó là do tự nhiên mọc lên, chúng tôi cho là điềm lạ, không dám đụng vào. Xin hãy để chúng tôi cầu nguyện qua một đêm, ngày mai sẽ chặt đi ạ. Ta không cần biết, mau chặt cái cây này đi. Ai như gã lãnh chúa, sao gã lại ở đây? Thôi rồi, lão ta định đốn cây đây mà. Kẻ nào dám ném ta vậy? Để cây đậu nó lại đi, mau về thôi. Các người nhớ đóng thuế đất cho ta đó. Cái quái gì vậy hả? Ông lãnh chúa, là một con ngỗng thôi ạ. Hôm nay đúng là đen đuổi. Đem con ngỗng này về nướng ngay cho ta. Mẹ biết ngay là con lại lên cây đậu mà. Suýt nữa thì lãnh chúa đã chặt cái cây rồi đó, con có biết không? Mẹ, con biết rồi. Mẹ có thấy con ngỗng nào bay xuống đây không? Mẹ không thấy. Nhưng con có nghe mẹ nói không? Ngày mai chặt cây đậu đi. Và đừng có nghĩ tới việc trở lại lâu đài của người khổng lồ, hay là chọc giận lãnh chúa nữa. Có dấu chân ngựa và lông ngỗng vương vãi ở đây. Vậy là có khi con ngỗng bị lãnh chúa bắt mất rồi. Trời sắp tối rồi, con còn đi đâu? Con đi tìm con ngỗng. Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Những chiếc lông ngỗng chỉ hướng mình đến đây. Không biết có đúng là lãnh chúa đã bắt được con ngỗng không nữa.
Nè ông kia, đi đâu? Tôi giao thêm rơm cho đầu bếp. Nghe nói hôm nay sẽ làm món ngỗng quay cho lãnh chúa. Ta có nghe chuyện này rồi, nhưng mà cũng phải kiểm tra đã. Hành nương thơm lừng. Con ngỗng kia rồi. Yên nào, ta đến để cứu mày. Mình biết đi đường nào bây giờ? Phải, bắt nó cho ta. Thưa lãnh chúa, chúng ta sẽ gây chiến thiệt sao? Ngươi là lính mà sợ cái gì? Ta làm như vậy để bọn dân đen nộp thêm thuế đất cho chúng ta. Cứ bắt hết bọn chúng nếu cần. 10 phút nữa mà món ngỗng quay không ở trên bàn thì ta xử tội tên đầu bếp này ngay. Suýt chút nữa thì... Rơm mới đã đến rồi, tôi cam đoan. Tốt nhất là rơm khô và sạch sẽ hơn lần trước nha. Nào, mời ông ra xem. Mày phải im lặng, chúng ta mới rời khỏi đây được. Mùi gì mà khét quá vậy? Dạ, thưa lãnh chúa, hình như là bữa tối của ngài. Bao giờ mới trả tiền cho mình đây chứ? Tiền rơm của ông đây. Chưa thể đi xa được đâu. Ta vừa nghe thấy tiếng gì phải không? Cây này cho ta, chắc chắn là chúng đang ở đây. Lão lại, sao lại đi lang thang ở đây? Tôi không có nhà, chỉ có mỗi con bò này làm bạn đi khắp nơi. Lão có thấy kẻ nào ôm con ngỗng đi ngang qua đây không? Làm gì có ai. Tôi không thấy ai hết á. Phải vậy không? Dạ thưa ngài, thì nãy giờ không thấy ai hết. Có lẽ chúng ta nhầm rồi. Cậu ra được rồi đó. Dạ cháu cảm ơn ông. Bây giờ
Mi muốn tìm đũa phép của Mi đúng không? Ta đã quá nhân nhượng với Mi rồi. Ta sẽ giam Mi ở đây mãi mãi. Đừng mong có thể lấy lại được lâu đài. Vậy là tên khổng lồ đi cướp những bảo vật từ khắp nơi. Thiệt là. Thưa ông, vậy làm sao cứu được cô tiên? Hiện tại thì con ta vẫn an toàn. Hắn không thể đuổi con ta ra khỏi nhà vì cây đàn hạt. Cây đàn hạt? Đúng vậy. Cây đàn hạt là thứ bảo vệ lâu đài và phục hồi những đổ nát, giúp cây cối mọc tươi tốt. Nhưng cây đàn hạt được để trên tháp cao nhất của lâu đài với rất nhiều bùa phép bảo vệ, mà chỉ có đũa phép của con gái ta mới mở được. Chiếc đàn đó không thể đem ra khỏi lâu đài, nếu không cả lâu đài sẽ bị phá hủy, và nó chỉ tuân lệnh những ai cư ngụ trong lâu đài mà thôi. Ông không muốn trở về nhà sao? Không có cách nào à? Muốn chứ, nhưng chỉ có một cách. Ngỗng ơi, hãy để trứng vàng cho ta. Thật là thần kỳ. Mẹ thấy không? Giờ chúng ta có thể trả được thuế đất và giúp mọi người trong làng nữa. Mẹ nói vậy không phải là khuyến khích con trộm đồ đâu. Trộm cắp là một việc rất xấu. Nhưng con ngỗng tự ý đi theo con mà. Ngươi đừng có mà đồng ý với nó. Lấy những thứ không phải là của mình, dù với mục đích nào thì cũng là sai. Nhưng tên khổng lồ đó độc ác lắm mẹ ơi. Giả lại á, con ngỗng này cũng đâu phải của hắn. Hắn đã cướp của người khác mà. Đó, chưa kể đến những nguy hiểm mà con gặp phải khi gặp gã khổng lồ. Nếu hắn đã cướp của người khác mà con còn cướp của hắn thì con có khác gì hắn đâu. Dạ, mẹ nói đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ trả lại con ngỗng và mớ trứng vàng này sao? Còn lãnh chúa thì sao? Mọi người sẽ mất đất và nhà. Mẹ ơi, con đã nói chuyện với ông tiên. Ông ấy hứa sẽ trả lại con ngỗng cho chủ của nó nếu ông ấy được trở về nhà. Chúng ta hãy mượn đỡ con ngỗng lần này thôi, để giúp mọi người, rồi chúng ta sẽ trả lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không thể trở về với gã khổng lồ được. Thôi được, chúng ta sẽ nhờ con ngỗng lần này. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ không ăn trộm nữa. Dạ, con hứa với mẹ. Các người mau nộp thuế đi, nếu không thì đi khỏi đây ngay. Ủa thưa ngài, chỉ mới 2 ngày thôi mà ngài đã tới đòi. Hạn là 3 ngày kia mà. Chà, ngươi dám cãi ta sao? Hôm nay hay là ngày mai thì có khác gì chứ? Nếu như có tiền thì hãy trả đi, còn không thì mau dọn đi. Thưa ngài, xin hãy tha cho con tôi nhỏ dại. Xin ngài cho chúng tôi một ngày nữa để kiếm cho đủ ạ. Ta nhịn thằng nhóc này mấy lần rồi. Hôm nay ta chưa đuổi bọn dân làng đi, nhưng ta sẽ đuổi hai mẹ con ngươi trước. Xin đừng. Ông không thể đuổi chúng tôi được. Tôi muốn mua lại đất này. Mua lại đất này hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Như vậy đã đủ chưa? Một quả trứng vàng á, chỉ đủ trả thuế đất của vài người thôi nhóc à. Ngươi cần 10 lần như vậy mới có thể mua hết đất của ta. Hả? Ngài nói thật sao? Tôi đưa 10 lần quả trứng này ra thì ngài có hứa bán đất cho chúng tôi không? Ngươi có thể có 10 quả trứng vàng này nữa sao? Nhưng ngài có hứa không? Ta làm giao ước đi. Nhưng làm sao ta biết ngươi có 10 quả trứng vàng hay không? Ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Không được. Nếu vậy ngài đổi ý muốn đòi nhiều hơn thì sao? Ngài nghĩ xem, tôi chưa từng lừa ngài. Lần trước tôi cũng đã giữ lời hứa rồi. Được, vậy hãy làm giao ước đi. Thế
Ông phải cho tôi xem giao ước trước đã. Mẹ cứ tin con. Vậy là xong. Chúng tôi có quyền giữ đất và nhà của chúng tôi mà không cần đóng thuế cho ngài nữa, đúng không? Đúng vậy. Từ nay các người không cần nộp thuế cho ta nữa. Nhưng ta cũng không cần bảo vệ các người khỏi bất cứ thế lực nào nữa. Ông định làm gì? Ta muốn lấy hết số trứng vàng còn lại. Mau đem ra đây. Ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Thì bây giờ ta không còn bảo vệ các ngươi nữa, mà ta sẽ chiếm đánh các ngươi. Ông thật là gian xảo. Người đâu? Lục soát nhà đó cho ta. Ông không được làm như vậy. Ngăn cản ta hả? Dựa vào ngươi sao? Dựa vào chúng tôi. Các ngươi, các ngươi. Ông nói bảo vệ chúng tôi, nhưng thực ra luôn áp bức chúng tôi, không cho chúng tôi một ngày yên ổn làm ăn. Nay chúng tôi đã mua đất của ông rồi, thì ông hãy xéo đi. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ đất đai của chúng tôi. Các ngươi hãy chờ đó. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu. Có gì đâu, nhờ có mẹ con cậu mà chúng ta sở hữu đất đai của chúng ta rồi, không còn phải lo gì nữa. Nhưng rồi lãnh chúa sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng, phải không mọi người? Đúng, đúng vậy, đâu có được vậy. Đâu có để vậy hoài được. Con đừng nghĩ tới chuyện leo lên cây đậu nữa. Ngày mai phải chặt nó cho mẹ. Con đã hứa rồi đó. Dạ con nhớ rồi. Tao có thể nghe thấy tiếng lão khổng lồ quát tháo. Tao lo cho cô tiên quá. Không được, tao phải tới đó cứu cô tiên. Cô ấy đã giúp ta nhiều lần. Jack, về đi con, nguy hiểm lắm. Jack, con không thể bỏ mặc cô tiên được. Con xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm. Bọn này không thể tự nhiên mà có được những đồng tiền vàng thật lớn và những quả trứng vàng như thế này. Chắc chắn là chúng đã đào được kho báu rồi. Phải rồi, hình như tất cả thay đổi từ khi có cây đậu đó. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được kho báu ở trên trời sao? Nếu vậy ta phải sở hữu cây đậu đó và moi cho bằng hết kho báu của bọn chúng. Người đâu? Mau tập hợp quân đội và binh sĩ. Chúng ta sẽ tiến đánh bọn nông dân đó trong đêm. Thưa lãnh chúa, nhưng không phải người đã bán đất cho bọn chúng rồi sao? Ngươi thì biết cái gì? Bọn chúng tưởng có thể che giấu kho báu khỏi mắt của ta sao? Nhanh lên, tập hợp binh lính. Chúng ta sẽ chiếm lại đất đai. Ta sẽ có tất cả. Khoảng 2 ngày nữa, cây đàn phải được đem xuống lau chùi và lên dây lại. Đó là lúc duy nhất cậu có thể tìm được cây đũa phép của con gái ta. Cô tiên đâu rồi? Cô ấy có sao không? Mau lên, chúng ta đi cứu cổ thôi. Gã khổng lồ đâu rồi? Cô tiên, cô tiên. Chắc là Chắc phải không? Cô có sao không? Chắc, sao cậu lại quay trở lại? Tên khổng lồ đang ở trong lâu đài đó. Tôi rất lo cho cô. Tên khổng lồ gây sấm sét mấy ngày nay. Im đi, không phụ nữa. Tôi nghĩ gã khổng lồ đang đi lấy cây đàn. Đúng vậy, hôm nay là ngày phải lau chùi cây đàn. Nhưng phải có đũa phép của tôi á
thì hắn mới mở được khóa bảo vệ của cây đàn. Vậy là hắn đang đi lấy cây đũa thần. Tôi sẽ đi theo lấy lại. Ngươi là một báo vật canh nhà hay nhất trên đời. Sau khi lau chùi xong, ngươi sẽ chỉ nhận ta làm chủ nhân, và ta sẽ không cần con bé tiên lẫn cái đũa phép của nó nữa. Hãy tấu nhạc lên cho ta. Thế là từ nay ta đã sở hữu lâu đài báo vật. Ôi chào, khúc nhạc làm ta thấy thoải mái quá. Có lẽ ta sẽ đánh một giấc trước đã. Không thể ngủ lúc này được, cô tiên sẽ nguy mất. Bây giờ ta sẽ leo lên túi của hắn để lấy đũa thần. Mày hãy chờ đón lấy cây đũa thần, nghe chưa? Khi nào ta kéo dây thì mày kéo ta ra nha. Mình sẽ lấy được đũa phép, nếu không cô tiên sẽ gặp nguy hiểm mất. Không ngờ trong này tối quá à. Mình làm sao tìm được đũa phép đây? Mi đang trộm vàng và con ngỗng thần của ta đúng không? Đúng là ta đây. Và ta sẽ lấy luôn cây đàn này của ngươi. Để xem, ta sẽ bắt được Mi. Em lấy được đũa phép rồi. Còn sắt đâu? Em mau chỉ đũa phép vào ổ khóa để chị đọc thần chú. Nào làm lại. Đường cung rồi bắt con. Hôm nay ngươi sẽ trả giá vì dám trộm đồ của ta. Đó không phải là đồ của Mi. Mi cũng ăn trộm chúng thôi. Cả lâu đài này Mi cũng đã trộm của cha con cô tiên. Chúng ta phải tấn công bọn chúng bất ngờ, lấy đi hết những kho báu lẽ ra phải là của ta. Chúng dám dùng kho báu của ta để mua đất của ta, phải trị tội bọn chúng mới được. Lên đường. Ôi không, cây đàn bị đem ra khỏi lâu đài rồi. Ta phải nhanh thoát khỏi đây trước khi nó đổ sập. Ma la, cửa mà mở ra. Ma la. Cô tiên! Chính mi đã gây ra. Cây đàn của ta Mi ở đâu? Tôi ở đây chủ nhân, tôi ở đây. Ta có
linh cảm không hay. Lẽ nào... Chị Riêng, Tình Lãnh Chúa đang xu quân đến đánh chúng ta. Mau, mau chuẩn bị. Sao? Chết, con có sao không? Mẹ lo cho con quá. Mau lên, chặt cây đậu đi. Trái cười, bọn người lãnh chúa sắp đến rồi. Chúng ta không có thời gian chặt cây giúp cháu đâu. Ta sẽ bắt mi phải trả giá. Mau lên, chặt cây đậu đi. Mau, mau chặt cây đậu đi. Tên khổng lồ sắp xuống tới rồi. Mẹ ơi, xem kìa. Con sợ quá. Dừng lại. Cô Tiên, tôi biết chú chó sẽ mang đũa thần tới kịp cho cô mà. May mà chú chó đã giải thoát kịp thời cho tôi. Có đũa phép nên tôi đã phục hồi đầy đủ, tạo lá chắn để chúng tôi an toàn. Vậy là chú chó vẫn còn sống và đang canh nhà. Tôi sợ đem súng sẽ làm mọi người kinh sợ. Cha, con tưởng không còn gặp lại cha được nữa. Con cảm ơn cậu. Nhờ có lòng dũng cảm của cậu mà tiêu diệt được tên khổng lồ, cha con chúng tôi đoàn tụ. Vậy là tên khổng lồ đã chết thiệt sao? Đúng vậy, gã khổng lồ và tên lãnh chúa tham lam đã bị tiêu diệt. Nhưng tôi phải xin lại chiếc đàn của cậu để trở về xây dựng lại lâu đài. Đổi lại, tôi sẽ trả lại cậu cô bò này. Dạ, đương nhiên rồi. Xin ông trả những đồ này lại cho chủ cũ của nó. Mọi người sẽ được yên ổn làm ăn từ đây. Cháu là một người tốt. Hãy cố gắng chăm chỉ làm việc và luôn yêu thương mẹ, nghe không? Dạ. Chào Chết. Chào mọi người. Lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm cậu. Tạm biệt. Từ đó lâu đài trên mây được xây dựng lại nhờ cây đàn hạt thần kỳ. Còn mẹ con của Jack và dân làng sống hạnh phúc mãi về sau.